Xin chào mọi người ha. Hôm nay là ngày 1 tháng 10 thì cái ứng dụng là Backup and Sync của Google Form của Google đã dừng rồi ha. Dừng rồi thì mình mới search Google thì Google Sync thì nó ra cái download Google Drive ha. Có nghĩa theo giới thiệu thì ứng dụng là Google Drive này nó sẽ thay thế cho cái ứng dụng đó ha, ứng dụng backup này ha. Thì mình thử download xuống và mình cài đặt thử nha. Ứng dụng này tầm 250 MB ha, cũng khá nặng. Vậy mình đã download xong ha. Giờ mình sẽ cài đặt thử ha. Coi chúng ta cùng trải nghiệm coi cái Google Drive cho desktop nó như thế nào ha. Mình sẽ cất luôn ha, install ha. Cài nhanh quá ta, nhanh đó, cài rất là nhanh. Đào là cái file này hơi nặng xíu ở chúng ta đăng nhập ha. Đây là mình đăng nhập sẵn là trình duyệt rồi ha, cho nên mình vô rất là nhanh. Rồi chúng ta thử coi là nó mở lên chưa ha. Đây nó đây ha, mình mở lên ha. Thay thế ha, đó, Google Drive for Desktop là muốn được thay thế cho Backup and Sync ha. Trước đó ha, chúng ta sign in go, mình sign in ha. Đây mình có hai cái tài khoản ha, mình sign in cái tài khoản này trước ha. Thôi nhân tiện mình sign in cái này luôn coi, hai cái luôn. Tại vì mình ở đây là mình có cài hai cái backup của mình ha, thì mình đăng nhập luôn cả hai cái luôn, coi như thế nào. Ok. Rồi, vậy là mình đã cài đặt và đăng nhập xong rồi ha. Tiếp theo là mình mở lên mình check folder coi có gì hay không ha. Đây hôm nay mình mới cài lần đầu tiên á, mình cũng chưa cài thử ha. Đây mình cũng có nghe giới thiệu lâu rồi, nhưng hôm nay thì thấy nó không đồng bộ nữa rồi thì mình mới tiến hành là download và cài đặt thôi. Nhưng còn trước đó thì mình cũng chưa chưa có làm chưa sẵn ha. Mọi người cũng trải nghiệm thêm ha. Đây là mình làm trình tự từ A đến Z luôn ha. Sao mọi người cũng có thể là tham khảo thêm biết trước ha. Rồi ha, đã đồng bộ xong. Để chúng ta review setting. Đây ha. Tất cả cái file folder thì trong ổ đĩa My Drive ha. Sẽ tiếp tục lưu trữ trong ổ đĩa E ha. Cái đồng bộ lên Google Drive. Sale. New coi. Đó, đồng bộ đây lấy là cái tài khoản thứ hai ha, nó đồng bộ tiếp ha. Những ứng dụng mà người ta nâng cấp phiên bản sau thì nó sẽ tốt hơn phiên bản trước. Đây ứng dụng này đổi tên ha. Nó đổi tên luôn á. Có thể là nó họ họ thay thế là một chuyện nhưng mà họ nâng cấp lên họ đổi tên luôn. Ở đây là mình đồng bộ cái tài khoản thứ hai ha. Giờ nó hỏi mình là có thể remove cái backup and sync không ha, thì xong rồi mình có remove luôn được, ta không cần dùng nữa cho nó nhẹ máy. Bây giờ là mình dùng ứng dụng mới là Drive for Desktop rồi. Thì không cần đây này, ứng dụng mà trước đó mình cài đặt trong đây này, nó thêm Drive for đây này, Google Drive đây. Trước đó là Backup and Sync đây này, nó đổi trước là cái tên này này. Rồi. Đây này. Trước đó là nó là cái này này. Thì sau khi mình remove thì nó mất cái này đi. Đây nó là cái này đây. Bây giờ mình có drive đây, open drive for desktop đây, xem rồi ha.
Giờ cái biểu tượng này không còn nữa ha. Thì giờ nó xuống thành, à, nó xuống đây thành một đĩa mạng rồi. À, nó giờ nó thành ổ đĩa mạng rồi này. Đó là cái đúng ổ đĩa mạng rồi. Vậy là đúng, nó giống như cái cơ chế của dry dry rồi đó. Nếu mà kết nối ổ đĩa mạng như này thì có thể là mình sẽ không cần không tốn dung lượng nữa. Có lời ổ dữ liệu đây thì nó kết nối ở đây đúng không? Trước đó mình dùng Google Drive đây. Thì bây giờ là dữ liệu này vẫn còn giữ nguyên cho mình, nhưng mà bây giờ nó kết nối qua cái Drive đây. Đó, nó kết nối ở đây thì nó thành đám mây rồi. Đây dữ liệu trực tiếp của máy mình ha, nó vẫn để nguyên lại cho mình. Nhưng mà mất cái biểu tượng Google Drive trước đó thôi. Còn bây giờ thì nó thành ổ đĩa mạng như thế này. Drive. Trong đây thì mình mở lên thì nó ra lại dữ liệu cho mình trên đây. Nó kết nối ở đây ha. Thì vậy là mình đã hoàn thành các bước mà từ lúc download cài đặt ha. Sau đó mình đăng nhập tài khoản và mình đồng bộ dữ liệu xong rồi ha. Thì đó nó trở thành ổ đĩa mạng cho mình như thế này. Mọi người có thể trải nghiệm thêm ha. Chúng ta đồng bộ thử coi như thế nào. Chúng ta coi thử nó nhanh hơn không. Vậy mình đã demo xong rồi ha, thì mọi người có thể trải nghiệm thêm ha. Nó đang hiện giờ nó đang đồng bộ lên này, nó đang đồng bộ lên như thế này. Mọi người có thể trải nghiệm thêm cái ứng dụng mới ha. Đây là Drive for Desktop ha, là một ứng dụng thay thế cho ứng dụng Sync trước ha, Backup and Sync for Google ha. Thì mọi người trải nghiệm thêm ha. Và xin chào mọi người ha, hẹn gặp lại mọi người ở một cái clip khác ha.